Ngày 1 tháng 6, niềm vui. Niềm vui là điều thiết yếu đối với đời sống thiêng liêng. Dù cho ta nghĩ gì hay nói gì về Chúa, nhưng nếu ta không vui tươi, thì mọi tư tưởng và lời nói của ta không thể sinh hoa trái. Chúa Giêsu mặc khải cho ta tình yêu Thiên Chúa, để niềm vui của Ngài trở thành của ta và để niềm vui của ta được nên trọn vẹn. Niềm vui là một trải nghiệm khi biết rằng bạn được yêu thương vô điều kiện và không có gì có thể xóa bỏ tình yêu thương ấy, dù là bệnh tật, thất bại, đau khổ, áp bức, chiến tranh hoặc ngay cả cái chết. Niềm vui không giống như hạnh phúc. Ta có thể không hạnh phúc về nhiều điều, nhưng niềm vui vẫn có thể còn đó, bởi vì nó xuất phát từ nhận thức về tình yêu Chúa dành cho ta. Niềm vui không chỉ đơn giản xảy ra cho ta, ta phải chọn niềm vui và mỗi ngày tiếp tục chọn niềm vui. Đó là một sự lựa chọn dựa trên nhận thức rằng ta thuộc về Chúa, rằng ta đã tìm thấy trong Thiên Chúa nơi ẩn náu và sự an toàn của ta, rằng không có gì, ngay cả cái chết, có thể loại Thiên Chúa khỏi chúng ta.